Mệt không? Nó chậu không cho nữa. Sao vậy? Bây giờ hả? Hả? Bây giờ hả? Hôm mấy đứa đừng nó chậu nữa. Đông quá chứ gì? Có mười mấy người mà đông. Bà kêu quay lại kêu. Đó, dữ dằn nè. Ra cho em đi, ra cho em đi, ra cho em đi. Dằn không? Giữ gần cho không đi tốc độ hả? Tốc độ bị chớp hả? Tốc độ bị chớp không? Nói thì vô coi chó. Có vậy đi coi hoài.